xin chào mọi người. Ngày hôm nay thì mình và Linh có quyết định là thực hiện một thử thách. Đấy là học 1.000 từ trong vòng 24 tiếng. Chỉ có chị Nga thử thách học đấy thôi. Tôi quyết định làm lại là tôi chỉ học tiếng Anh trong 24 giờ thôi. Và bây giờ nhá, là 0 giờ 20 phút. Đây là giao diện của Quỳnh Nga khi mà đi ngủ. Trông hơi kinh thì các bạn thông cảm nhé. Mặt mộc của mình chỉ được thế này. Mình sẽ bắt đầu thực hiện thử thách này bằng cách là làm bài tập reading ngay từ bây giờ. Bài reading này. Và để xem là trong một ngày hôm nay thì mình liệu là có đạt được mục tiêu là học được 1.000 từ không nhá. Giờ mọi người học cùng mình nha. Cách làm của mình là như thế này mọi người ạ. Đầu tiên là mình sẽ kể cột dọc, hai cột. Phần bên này thì mình sẽ ghi từ mới mà mình chưa biết. Thì đó sẽ là những cái từ mà mình nhìn thấy đây thôi. Ví dụ như là đây, là đây. Thì mình chép vào đây. Và sau đấy thì mình ghi nghĩa ở bên này. Và khi mà mình muốn kiểm tra thì có thể là mình chỉ cần che đi một nửa cái phần này để kiểm tra nghĩa của từ, để xem là mình đã nhớ và học thuộc bao nhiêu từ rồi. Bây giờ đã được 3 từ rồi. Sau khi mà dành ra gần 1 tiếng rưỡi, nhưng mọi người thì nhìn thấy bây giờ là 2 giờ kém 15 rồi, thì mình đã làm xong bài reading với 40 câu và chép được 17 từ mới ra vở. Bây giờ thì mình đã rất là buồn ngủ rồi, chắc là mình sẽ ngủ và ngày mai mình sẽ tiếp tục. Bây giờ chúng ta chính thức đến với 24 giờ học tiếng Anh của tôi. Trong 24 giờ này chắc là tôi sẽ dành thời gian để học cả tiếng Việt này, và luyện 4 kỹ năng là nghe, nói, đọc, viết của tiếng Anh. Thì vì sao lại học tiếng Việt? Thì tôi nghĩ là để giỏi bất kỳ ngoại ngữ gì thì tiếng mẹ đẻ của bạn nó phải giỏi đã. Lúc đấy bạn muốn thể hiện mình bằng ngôn ngữ khác thì bạn phải lấy từ gốc của mình ra, là ngôn ngữ của mình rồi thể hiện ra, chứ không chỉ giỏi ngoại ngữ thôi được. Các loại lại ngủ quá giờ trưa ấy. Hả? KPD là cái gì? KPD in a mole. Tím vào học thêm mấy từ này. Đây mọi người ạ, vừa nãy mình đang không hiểu từ enamel này là cái gì. Cavity, đang không hiểu là gì. Bây giờ mình sẽ viết vào trong vở. Đấy, như mình vừa tra thì enamel là men răng, còn cavity là sâu răng. Đấy, nó giống như là tooth decay. Ngoài ra thì đọc báo nó cũng là một nguồn này. Mình đang lên Variety thì thấy có một bài về Stranger Things. Tại sao lại chỉ đề cử có một nam diễn viên cho Emmy năm nay thôi. Đấy, bây giờ mình sẽ đọc để ghi những cái từ mới mà mình không biết về trong này. Mình ra khỏi nhà bây giờ là gần 11 rưỡi rồi mà mới học được có khoảng 30 từ. Thôi, học tiếng Việt thế đủ rồi, bây giờ chuyển sang học tí từ vựng, từ mới tiếng Anh đi. Bắt đầu tôi định học kiểu là cứ muốn thấy từ vựng thì ghi vào. Nhưng mà tôi cảm giác học như thế sẽ không hiệu quả. Bạn phải thấy nó ở trong ngữ cảnh thì cái từ vựng đấy nó mới có ý nghĩa. Thế nên là tôi sẽ chọn cách là đọc cái sách này xong rồi thấy gì hay hay thì chép ra. Rồi có thể chép cả đoạn ra cho nó vào đầu. Tôi vẫn luôn thích chép, như trong cái video mà tôi bảo với các bạn là cách học tiếng Anh cách duy nhất để giỏi tiếng Anh là các bạn chép hết ra, có thấy cái gì cứ chép hết ra rồi ghi từ mới lại cho nó nhớ. Đây là giáo trình thương mại quốc tế đây, kinh tế vĩ mô của tôi ngày xưa. Wow, không hiểu sao ngày xưa mình sống qua đại học được bây giờ công thức gì đây. The wealth transfer from lender to borrower and vice versa. Chắc tôi sẽ chọn học trong này một tí. Let's go. Tôi mở quyển sách kinh tế vĩ mô của tôi ra thì bài đầu tiên nó là về khủng hoảng kinh tế năm 2008, nó về khủng hoảng nhà đất ấy. Thì như hôm trước tôi bảo các bạn là đọc cái gì xong rồi cố tóm tắt lại bằng ý của mình đúng không? Khó phết, tôi ngồi tôi kiểu viết các ý ra để tôi tóm tắt lại. Nhưng mà ý tứ nó cứ đoạn xã cả lên, cho nên bây giờ phải gạch hết đống này đi và với lại cái mới. Nhưng mà đó đúng là cái quá trình học nó nên như thế, là kiểu bạn cố diễn tả hoặc là cố tiếp thu một cái gì đấy, cố diễn tả nó lại và không làm được thì bạn làm lại và cho đến khi làm được thì thôi. Tôi nghĩ là cách như này sẽ ok. Tí nữa rồi tôi sẽ giải thích khủng hoảng kinh tế năm 2008 cho các bạn. Việt có hiểu không? Tôi nói ông hiểu không? Hiểu đấy. Hiểu, ok. Bây giờ là khoảng 2 rưỡi chiều. Tôi với chị Nga hẹn nhau không học ở nhà nữa mà ra bảo ta cho nó học được nhiều tiếng Anh. Chuyển địa điểm học một tí. Nắng phết khoảng 40 độ. Let's go. Hẹn 3 giờ nhưng mà bây giờ là 3 giờ 10 rồi. Thực ra 10 phút thì cũng không dài đâu nhưng mà trời hơi nắng và mình sắp thành lợn khô rồi. Chắc là Linh trả thù mình bởi vì là lần trước mình cho Linh chờ 1 tiếng rưỡi. Ok.
mình chịu. Ôi chào bạn, bạn à, bay đâu đấy? Đúng rồi. Nóng quá chưa? Đợi tí. Chị mua được vé chưa? Mua rồi. À, sao không mua vé? Đây mua rồi. Ok, chưa. Hôm nay chúng ta sẽ dẫn chị Nga đi vào thăm bảo tàng dân tộc học Museum of Ethnology. Bây giờ Miss Nga sẽ perform Walking on Monkey Bridge. Kỹ năng đi cầu khỉ. Đi đi. Thi học đứa đi xa rồi. Cố lên. Xác phong Royal Decree. Be the quid là miếng trâu. Lamb spread là voi. Reconnut là miếng câu. Và wood of tobacco là nùi, thuốc lào. Từ rigid này mình không biết nhưng mà Linh biết. Là gì? Là cứng. Dạ, chắc. Sweet and feels là dẫy. Nương dẫy ạ. À, trước đấy mình chỉ biết stable là ổn định thôi. Nhưng hôm nay thì đã biết stable là chuồng, lựa. Nào chị Nga, hôm nay chị học được cái gì? Hôm nay chị học được 5 từ. Thứ nhất là từ stable này, chuồng treo chuồng ngựa này. Thứ hai là... Chết, không nhớ. Không nhớ, tí nữa ghi vào vở sẽ nhớ. Tí cho list ở đây, một hai bốn năm ở đây. Chị không nhớ cái gì à? Phải nhớ cái gì đấy chứ. Để chị nhớ. Thuật lại cho các bạn chứ. Nhà người Thái đây. Có cái cửa gì? Có cái cửa là có vật trang trí ở trên. Cái nào càng đẹp thì nhà đấy càng giàu. Đúng, không có một cái cửa mà có cái vải đen là cửa gì? Cửa dành cho ma đi vào. Cửa cho ma đi vào. Còn đây là nhà của người nào? Đây là nhà của người Hà Nhì, được làm bằng đất ở ngoài vì sống trên núi cao. Đi vào rất là mát. Vừa nay có một cái chuồng lợn. Linh bảo đấy là nhà của mình. Nhà của Nga. Từ sáng đến giờ thì đã có đọc tiếng Việt này, đọc tiếng Anh này, mà chép lại một xíu này. Bây giờ thì là lúc mà tôi ngồi luyện nghe một tí, đang xem phim suốt. Đây là cái phim về luật khá là hay trên Netflix, rất là gợi ý cho các bạn. Về có thể học được cách nói chuyện của người Mỹ trong các tập đoàn lớn này, rồi là những cái vụ việc liên quan đến pháp lý, rất hay. Trong họ cũng dùng cái nhiều thứ gọi là reference liên quan đến phim ấy, thì cũng có thể hiểu đến văn hóa của họ. Một cách nữa khá hay để bạn luyện nghe tiếng Anh này và luyện cách để đắm mình trong tiếng Anh là xem thể thao bằng tiếng Anh. Hôm nay đang có chung kết MSI này. Đấy, xem bằng tiếng Anh này thì thực ra là nó sẽ khó hiểu và nó sẽ không tận hưởng bằng xem tiếng Việt. Nhưng mà đây là thứ tôi thích và tôi xem nó bằng tiếng Anh thì mình sẽ dễ hiểu hơn, dễ thu nạp hơn. Đó là ngôn ngữ đấy mà. Đây là 8 giờ tối. 8:46 tối gần 9 giờ mình sẽ luyện nói một xíu. Và chỗ mình sẽ luyện nói là rep.vn. Trên này thì có cái bài luyện nói speaking khá là hay. Kiểu người ta sẽ cho mình các câu hỏi, xong rồi có một ông giám thị ông trên màn hình ấy. Xong rồi là ông ấy sẽ hỏi mình từng câu, xong rồi mình sẽ nói vào ông đấy. Và đến cuối bài thì sẽ có cái chữa bài cho mình. Khá là hay. Hello, welcome to the IELTS speaking test. In this test, there are three parts, and I will give you instructions on each part. Now let's begin with speaking part one. What is interesting about the area where you live? The most interesting thing about Hanoi is a combination of modern and Asian value of Vietnam. We have the high rises, a lot of high rises, apartment buildings, but we also have the old quarter where it holds a lot of cultural values to the people, not only in Hanoi, but also in Vietnam. Does secondary school prepare students adequately for life? If you ask me, I don't think university prepares students adequately for life. Because at school, we study how to think. We study about the world, and not like we didn't study text, or we didn't study how to write our CV. I don't blame them because I don't think the function of secondary school or every kind of school is to prepare you for life. What they should do is teach you how to think and how to think properly and how to research. Like if there's a problem, how do we approach it? How do we think about it? How do we solve it? And how do we solve it with other people? And how do we solve it with the best intention and things like that. Vừa nghe rồi và bây giờ về thì mình sẽ viết những từ mà đã học được trong ngày hôm nay mà chưa kịp viết ra vở để xem là mình học được bao nhiêu từ trong cả ngày. Let's go. Cuối cùng thì cả ngày hôm nay mình không học được 1.000 từ, mình chỉ học được 53 từ.
Thật sự là thử thách này khá là khó khi mà chỉ trong một ngày học được nhiều từ như thế. Đặc biệt là khi mà mình còn có nhiều công việc khác trong ngày nữa, thì cái việc mà mình có thể sắp xếp thời gian để học liên tục từ như thế thật sự là cũng hơi khó khăn một chút. Thế nhưng mà điều mà mình cảm thấy thú vị là bởi vì trong một cái ngày mà mình luôn luôn cố gắng thúc đẩy bản thân là học những cái thứ mới như vậy, thì bên cạnh việc học từ tiếng Anh thì mình còn học được rất là nhiều thứ. Ví dụ như là những điều mà mình đã học ở bảo tàng của Mỹ Linh, hay là một số thứ mà sau khi mà mình về nhà thì mình cũng có tìm đọc. Chẳng hạn như là mình cũng thấy khá là hứng thú với những cái họa tiết ở trên các bức tranh của người thổ dân của Australia ngày xưa. Thì mình cũng có tìm hiểu thêm là vì sao mà họ lại chọn những cái chấm tròn ở trên các bức tranh như thế này. Hóa ra là để cho những người mà ở ngoài tộc của họ, hay là những người phương Tây, họ sẽ không hiểu được cái ngôn ngữ riêng được thể hiện bằng tranh, bằng hình ảnh của người Australia chẳng hạn. Đấy, nên là mình thấy là dù là không đạt được 1.000 từ, nhưng chắc chắn là trong đầu nó sẽ có rất là nhiều kiến thức. Vì thế thì mọi người hãy cố gắng thúc đẩy bản thân mỗi ngày học thêm một tí, học thêm một tí. Và mình sẽ thấy là dần dần thì mỗi ngày mình sẽ được mở mang hơn, mỗi ngày mình sẽ được phát triển hơn. Còn ngày hôm nay thì thử thách này mình xin phép được chịu thua. 53 từ trên 1.000 từ. Sau cái bài đấy thì mình được khoảng 7 IELTS nói này. Thực ra đây khá là, mình tự thấy là bài đấy mình nói cũng hơi dở hơi, rồi toàn những từ cơ bản đấy, rồi là nói úp bóc nhiều. Thì lúc lần tập thì chắc chắn nó chỉ được thế thôi. Lúc đó mình cũng không luyện nói nhiều như kiểu là nói như này rồi. Thì đây cũng là một cái nền tảng hay để các bạn đây, các bạn đăng ký, các bạn luyện nói khá ok. Chắc là bây giờ tối muộn rồi thì thôi dừng đấy thôi nhỉ. Chào mọi người, chúc mọi người học tiếng Anh vui vẻ. Và đó là một ngày học tiếng Anh cùng với tôi và chị Nga. Thì mỗi người sẽ có một cái kiểu học khác nhau và một cái nhu cầu học khác nhau. Thì quan trọng nhất là mình xác định được là mình cần học cái gì và mình học thế nào là hiệu quả nhất. Ví dụ như tôi thì tôi sẽ phù hợp với kiểu là đọc xong rồi viết lại và rồi xem những thứ mình thích. Còn chị Nga thì chị sẽ thích như kiểu đi đến chỗ đấy chị xem rồi chị học, chị nạp kiến thức hơn chẳng hạn. Mỗi người sẽ có một cái phương pháp khác nhau, thì đó là những cái gì mà các bạn có thể tham khảo, một phương pháp của tôi và chị Nga. Chúc các bạn học tiếng Anh vui vẻ.